mụn nang là một trong những nỗi ám ảnh đối với chị em phụ nữ. Nhưng điều đó sẽ không còn đáng sợ nếu chị em biết được 10 điều sau đây. Thứ nhất, đặc điểm của mụn nang. Mụn nang nhìn giống như mụn nhọt nhỏ, chưa đầy mủ và có thể gây tổn thương da. Chúng được xếp vào nhóm mụn trứng cá thể nặng. Thông thường, mụn nang để lại sẹo lõm và sâu trên da. Thứ hai, dấu hiệu nhận biết mụn nang. Có hai dấu hiệu chính giúp bạn nhận biết mụn nang dễ dàng hơn. Thứ nhất, vị trí mụn thường cộm, bên dưới da có cục u to. Thứ hai, khi chạm vào có cảm giác đau nhức. Tiếp theo, mụn nang cực nguy hiểm đối với làn da. Mụn nang hình thành dựa trên cơ chế viêm nang lông. Phần nhiễm trùng sau khi vỡ ra thì lan tới tầng trung bì của da. Nếu không được nhận biết sớm và điều trị đúng cách, sẽ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe làn da. Tình trạng mụn kéo dài thường khiến da bị tổn thương nặng nề, theo thời gian sẽ gây viêm nhiễm nghiêm trọng. Thứ tư, mụn nang không tự hết. Nếu bạn có mụn nang, hãy chữa trị ngay lập tức để loại bỏ dứt điểm mụn. Hạn chế để tình trạng mụn nặng hơn sẽ gây khó khăn và tốn kém tài chính, thời gian. Nếu không chữa trị kịp thời, chủ quan để mụn tự hết, mụn có thể gây ra viêm nhiễm, lây lan và trở nên nặng hơn nhiều. Thứ năm, không nên nặng mụn nang. Bác sĩ da liễu khuyên bạn không nên tự ý nặng mụn nang, bởi đây là dạng mụn trứng cá thể nặng. Nếu tự ý thực hiện và thực hiện không đúng cách, sẽ khiến mụn bị viêm, dễ lây lan sang các khu vực lân cận. Và mặt khác, mụn nang có phần trọng tâm nằm phía dưới da, nên không thể chỉ bằng phương pháp nặng mụn là có thể xử lý triệt để. Thứ sáu, mụn nang có thể để lại thâm sẹo. Tùy vào tình trạng mụn, cơ địa da, chế độ ăn uống mà vết thâm có thể nặng hay nhẹ, màu đậm hay nhạt. Sau khi mụn biến mất, bạn cần nhanh chóng dưỡng da sau mụn, sử dụng các sản phẩm chăm sóc làm mờ vết thâm, ngăn ngừa sẹo. Thứ bảy, mụn nang không dễ điều trị. Mụn nang dễ viêm và thường mọc theo mảng lớn nên cần cẩn trọng trong điều trị. Điều trị mụn nang đòi hỏi một thời gian dài kiên trì theo suốt liệu trình. Thứ tám, có thể áp dụng cách cải thiện tại nhà. Ngoài sử dụng dược phẩm, bạn còn có thể áp dụng những cách cải thiện mụn nang tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên. Dubex Việt Nam đã tổng hợp 10 cách trị mụn nang ngay tại nhà vô cùng hiệu quả sau đây. Thứ 9, lưu ý khi trị mụn nang cần nắm. Sau đây là một số lưu ý khi trị mụn nang mà bạn cần tuân thủ nếu muốn đạt được kết quả tốt và bảo vệ sức khỏe làn da. Thứ nhất, không tự ý đưa tay lên mụn và cạy mụn. Thứ hai, không chà sát mặt khi rửa mặt. Thứ ba, không sử dụng sữa rửa mặt dạng hạt, ưu tiên loại sữa rửa mặt dạng bọt. Thứ tư, sau khi làm sạch da nên chườm ngay nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, rồi mới sử dụng các sản phẩm trị mụn. Và điều cần biết để cải thiện hiệu quả mụn nang cuối cùng chính là loại mụn này có thể ngăn ngừa được. Giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh và vệ sinh da theo quy trình khoa học hàng ngày chính là cách tốt nhất để phòng tránh mụn nang.